truy nã. Thư viện. Áp phích. Bạo loạn. Tôi luyện tập. Bài tập về nhà. Bạo loạn. Kỳ thi. 2 đến 4 người chơi. Lỗ sâu răng. Xấu hổ. Hồ sơ xin việc. Cuộc họp không chính thức. Bồ cào. Hồ sơ xin việc. Súng săn trong lòng. Bồ cào. Ma. Tôi khắc. Súng săn trong lòng. Bồ cào.